mới vừa vào đạo tràng. Dạ con cung thỉnh ngài, con thấy ngài vừa vào đạo tràng, không biết ngài có nghe được âm thanh của con chưa, bạch ngài, ngài có ổn định đường truyền chưa, ngài cho con xin một tín hiệu. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cùng ngài trị siêu từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học và tiếp tục còn ba cái niệm cận định. Dạ con cung thỉnh ngài và dạ, nhật quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được, một buổi học thanh tịnh đạo được, tâm mình được thanh tịnh. Dạ con kính nhân bích. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwa demi svakhato bhagavata thambo thamang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang dhammami. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào chư tôn đức và tôn chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hình như hôm nay chúng ta đến cái pháp tùy niệm ở tịch tịnh, từ cái pháp tùy niệm tịch tịnh. Chúng ta còn ba cái đề mục cận định nữa, tức là tùy niệm tịch tịnh, upasamanuspi, upasamanuspi. Tưởng nhờn gớm đối với Phật thực Ahare Patikula Sanya và xác định bốn nguyên tố Thà Túc và Vắc Thà Nã. Ba cái đề mục này được ngài Phú Tha Khu Xá Chúng Thanh Tịnh Đạo ngài liệt vào 10 đề mục cận định, nhưng mà khi chúng ta nghe qua thì chúng ta cảm thấy không giống như đề mục thiền. Nhưng ở đây quý vị, bất cứ đề tài nào quan sát suy tư đưa đến sự nhập tâm trong thiện pháp thì đề tài đó cũng được gọi là cái đề tài của thiền định. Và mặc dù nó chỉ đưa đến cận định của Vicharasamadhi, cho nên trong ba đề mục còn lại của bộ đề mục cận định thì đề mục thứ 8 gọi là tùy niệm tịch tịnh của Upasama Anusti. Tùy niệm tịch tịnh là gì? Là tưởng đến các đức tính của Niết Bàn. Tại sao Niết Bàn gọi là pháp tịch tịnh?
thưa quý vị, bởi vì Niết Bàn lắng yên mọi khổ đau, sắc và đức Upasama Sankhata. Chữ Upasama, Upasama tức là lắng yên, tịch tịnh có nghĩa là lắng yên, sắc và đức khác tức là tất cả sự khổ hay là mọi khổ đau. Niết Bàn có những đức tính đặc biệt, như là dẹp bỏ kiêu mạn, mình đắc niềm mắt, niềm mắt nô. Bí bàn là tiêu cử khát ái, bí bà sát với đề vô. Bí bàn là nhổ bỏ lý ái, a la giác samukha tu. Niết Bàn là diệt tận tham ái, tành hắc khai vô. Niết Bàn là cắt đứt luân hồi và tu bất chi đồ. Và Niết Bàn là vô nhiễm, như ra ngắt. Niết Bàn là đoạn diệt nirodho. Như vậy thì tùy niệm tịch tịnh, tức là chúng ta suy xét, vì hành giả suy xét đến bảy cái đặc tính của Niết Bàn. Dẹp bỏ kiêu mạn, tiêu trừ khát ái, nhổ bỏ luyến ái, diệt tận tham ái, cắt đứt luân hồi, vô nhiễm và đoạn nhiễm. Một người muốn tu tập niệm tịch tịnh này, hãy đi đến chỗ thanh vắng ngồi lại. Trước tiên là suy xét nỗi khổ do hệ lụy phiền não. Cái này phải suy xét trước, bởi vì khi mà suy xét những cái hệ lụy phiền não đem đến cái nỗi khổ đau trong cuộc sống, như là nỗi khổ do hiện hữu thân này, nỗi khổ do lăn trôi luân hồi, vân vân. Suy xét xong rồi mới thấy sợ, sợ luân hồi và sợ chán cái thân này. Khi đã sợ luân hồi, chán cái thân này thì bắt đầu hành giả mới niệm tưởng đến các đức tính đặc biệt của Niết Bàn. Các đức tính đặc biệt của Niết Bàn chúng ta suy xét như sau, niệm tưởng như sau: mà đắc niệm mắt đà nổ niết bàn năng. Niết Bàn là dẹp bỏ kiêu mạn, vì khi đạt đến Niết Bàn thì mọi thứ kiêu mạn mất đi. Niết Bàn sát của này chỗ niết bàn năng. Niết Bàn là sự tiêu trừ các ái, vì khi đạt đến Niết Bàn thì tất cả dục khát ái được tiêu tan. A là giác samukha tô niết bàn. Niết Bàn là sự nhổ bỏ luyến ái, vì khi đạt đến Niết Bàn thì mũi tên mê luyến ngũ dục được nhổ lên. Tần hát thay vô niết bàn. Niết Bàn là sự diệt tận tham ái,
Vì khi đạt đến Niết Bàn hoàn toàn đoạn tận ái dục, ái hữu, ái phi hữu. Qua tùm bách chê đô Niết Bàn. Niết Bàn là sự cắt đứt luân hồi. Vì khi đạt đến Niết Bàn thì chấm dứt sự luân hồi ba cõi, dục giới, sắc giới, buồn sắc giới. Nghĩa ra vô Niết Bàn. Niết Bàn là vô nhiễm, vì khi đạt đến Niết Bàn thì hoàn toàn không bị ái nhiễm. Niro thố Niết Bàn. Niết Bàn là đoạn diệt, vì khi đạt đến Niết Bàn thì tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt và si được đoạn diệt. Khi vị hành giả niệm tưởng Niết Bàn tịch tịnh với những đức tính đặc biệt như vậy, ngay lúc ấy tâm của hành giả không bị tham sân si ám ảnh. Tâm được thẳng tiến vì ảnh hưởng đức tính đặc thù của Niết Bàn. Những triền cái về tâm của hành giả được chế ngự và các thiện chi khởi lên trong sát na thiện ấy. Nhưng bởi do hành giả bận tâm niệm tưởng nhiều đức tính khác nhau nên chỉ đạt đến cận thành định. Trường hợp này được trình bày, được nói giống y như là những cái điều mục khác như niệm Phật, niệm Pháp, v.v. Cái này gần như là chúng ta đọc nhiều thì chúng ta sẽ thuộc lòng. Một vị tỳ kheo chuyên tâm niệm tưởng tịch tịnh thường ngủ trong an lạc, thức dậy trong an lạc, các căn an tịnh, tâm bình an, có tạm quý, có niềm tin và thiết tha với mục đích phạm hạnh, được các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng. Và dù không đạt được thiền chứng, ít nhất cũng hướng đến một thiện thú. Thiện thú của Sư Ba Tiếng là một cái cõi, cõi vui. Chữ thú ở đây đó, tức là cảnh. Thí dụ người ta nói vui thú điền viên, tức là vui với cảnh ruộng vườn. Ngày xưa những người mà họ chán làm quan, chán con đường quả lộ ở chốn quan trường, tranh giành đấu đá với nhau, cho nên có những vị quan cáo lão hồi hương chỉ vui thú điền viên thôi. Thì chữ thú trong trường hợp này là cảnh. Chơi chữ thú ở đây chúng ta đừng có hiểu là con thú. Và trường hợp niệm tịch tịnh này cũng chỉ viên mãn nơi một vị thánh đệ tử. Cái chỗ này là cái chỗ, một điểm mà chúng ta phải chú ý. Vì các thánh đệ tử đã thể nhập Niết Bàn, thật sự kẻ phàm phu của chúng ta niệm tưởng Niết Bàn, chúng ta không có sự ngộ Niết Bàn thì chúng ta khó nắm bắt được. Tuy vậy, pháp tùy niệm này cũng có thể làm đề mục hay suy niệm cho một người thường nhân có trí tuệ tha thiết hướng cầu Niết Bàn. Cái điều này Ngài nói rằng một kẻ phàm phu bình thường mà có trí tuệ và tha thiết hướng cầu Niết Bàn thì vẫn có thể niệm tưởng được. Nó bằng cách nào? Ở đây thưa quý vị, hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta,
biết bao nhiêu cái sự khổ ải chi phối. Và do cái sự khổ chi phối như vậy, thân bất toại, tâm không được an lạc. Thì ngay khi đó, một người phàm phu mà có trí, do họ phát hiểu pháp, họ cảm thấy chán cái sự sanh tử luân hồi, nên họ muốn quán chiếu ngược lại niết bàn, vượt khỏi luân hồi. Khi đó một kẻ phàm phu có thể suy xét bằng cái trí tuệ chính xác như vậy, thì tâm của vị phàm phu sẽ có sự an lạc, vẫn có thể được. Nhưng mà vì Ngài Bố Thích Cô Sát trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài nói là một vị thánh đệ tử thì niệm tịch tịnh này mới viên mãn. Còn như phàm phu chúng ta thì không có viên mãn lắm, bởi vì chúng ta cũng chỉ nghe nói về niết bàn, chứ chúng ta chưa thật chứng niết bàn. Thì cái điều này Ngài nói cũng đúng. Tuy vậy Ngài cũng nói thêm là trường hợp một cái phàm phu có trí tuệ và nhàm chán cái thân ngũ này, nhàm chán cái sự luân hồi, thì người đâu có thể quán xét về đặc tính của niết bàn để cho tâm có cái sự hoan hỷ. Lên nữa, chỉ bằng sự nghe nói về niết bàn, người ấy cũng có thể nhờ nghĩ đến các đức tính của niết bàn mà phát sinh hỷ lạc tính tâm, đạt được chiều lợi. Hàng ngày mà chúng ta niệm tưởng về các đức tính của niết bàn, thưa quý vị, quen đi, cho đến khi mà ta nghe nói đến hai chữ niết bàn, tự nhiên là chúng ta có sự quan hỷ, chúng ta hiểu được. Có một số người Phật tử chúng ta vì không thường xuyên niệm tưởng về cái đặc tính của niết bàn, cho nên cho đến bây giờ mà các Phật tử đó khi nói đến niết bàn, họ không biết niết bàn là cõi hay là cảnh nữa. Niết bàn ở đâu? Có nhiều người họ nói sanh về cõi niết bàn là sai trật vô cùng sai. Cho nên chúng ta thường niệm tưởng vượt bảy cái đức tính của niết bàn thì tâm của chúng ta sẽ hân hoan. Nghe nói đến niết bàn thì chúng ta phát sinh nghĩ là cất chùa thì cũng vui, công việc thì cũng vui, đi dạy học cũng quan hỷ. Nhưng mà nhiều khi nó khổ tâm quá, phải chịu mưa chịu nắng, rồi lên giảng suốt thời gian ấy 2-3 tiết, 4 tiết, cái khô cổ họng, nhiều khi nó bị ho. Thế chúng tôi mới suy nghĩ rằng ồ, khi còn luân hồi, nếu mà không làm cái điều thiện này nhá, thì mình sẽ xu hướng điều ác còn tệ hại hơn. Nhưng mà chưa thoát khỏi luân hồi mà phải làm điều thiện thì cũng mệt. Lúc đó chúng tôi mệt lắm, thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ thôi kệ, hiện tại khổ mà tương lai lạc. Để chúng tôi mới nghĩ đến là cho đến một ngày nào sân đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, lúc đó mới thật sự là hạnh phúc, thật sự an lạc. Cũng hay chứ.
Nhờ chúng ta cứ niệm tưởng hoài như vậy cho nên chúng ta làm gì chúng ta không chán. Chúng ta làm bệnh nhập. Những người khác, những vị khác ở trong chùa họ làm họ giao phó cho mình. Mình nghĩ rằng thôi còn sanh tử luân hồi thì phải chịu khó chịu cực. Cái việc này cũng thiện thôi. Một ngày nào đó mình sẽ chứng được quả vị A-la-hán, chấp dứt sanh tử luân hồi, thì lúc đó gánh nặng đã đặt xuống. Vâng vâng. Cho nên niệm cái pháp tịch tịnh đó thưa quý vị, đừng là không có lợi ích, vì chúng ta không biết cách cho nên chúng ta thấy không có lợi ích. Nhưng mà hãy chúng ta đọc ở trong thanh tịnh đạo mà chúng ta hiểu rồi thì bây giờ Phật tử chúng ta ở bên Mỹ, ở bên Pháp hay là bất cứ đâu trên thế giới, bây giờ cái nạn dịch corona nó xảy ra làm cho mình phải bị ở yên một chỗ, không có sinh hoạt, đi đứng thoải mái, không có đi chơi vào những ngày hè, đi làm thì phải bịt khẩu trang vân vân, cũng lo sợ nơm nớp. Bây giờ quý vị suy nghĩ, nếu đã chứng đắc niết bàn thì không còn cái trạng thái khổ như thế này nữa. Nếu đã niết bàn không còn cái khổ như thế này nữa, cho nên quý vị cứ hãy áp dụng suy niệm như thế thì tự nhiên quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, sao cũng được. Rồi chúng ta cố gắng đoạn trừ tham sân si, vậy thôi. Cho nên đây là một đề tài rất là hữu ích cho vị hành giả tu tập. Hôm nay chúng tôi muốn là chúng ta học cho hết 10 đề tài. Do vậy sau khi chúng ta học xong cái đề tài tu tập, cái đề mục thứ 8, bây giờ chúng ta qua cái đề mục thứ 9, gọi là tưởng dòm gớm thức ăn, Ahare Patipulasanya. Nói đến thức ăn thì chúng ta có 4 loại thức ăn, là đoàn thực, Kapalinkarahara, nuôi sắc, sắc pháp, thân này. Còn xúc thực thì nuôi 3 thức, 3 thứ cảm thọ. Tư niệm thực là nuôi quả, tái sanh trong 3 hữu. Thức thực là nuôi dưỡng, danh sắc vào lúc tục sinh. Như vậy 4 loại thức ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, mà chúng ta gọi là có câu Phật ngôn nói là sape sata aharatika, chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Nhưng mà trong đề mục tưởng nhờ góp thức ăn này chỉ nói đến đoàn thực, kapalinkarahara, đoàn thực những gì được ăn uống nhai nếm. Đưa vào miệng. Sự tưởng niệm, sự suy xét khởi lên, nhận rõ tính chất dơ bẩn trong cái thứ đồ ăn này, được gọi là tưởng dờn gớm thức ăn. Nghe qua cái đó, các vị hành giả chúng ta cho rằng tại sao mình suy tưởng dần gớm thức ăn chi vậy? Và tư tưởng dần gớm thức ăn tại sao lại đưa vào cái đề mục thiền định, liệt kê nó như là một trong những đề mục thiền định? Thì xin thưa quý vị, con người ta bình thường khi mà nói đến
cái sự tham muốn họ cho rằng là có tội lệnh, ham danh ham lợi, thì cái đó mới nguy hiểm. Chứ còn nếu mà mình chỉ tham ăn không thì nó cũng đâu có gì nguy hiểm. Nhưng mà trong Phật Pháp thì cái việc mà chúng ta say đắm trong cái thức ăn nó cũng là một cái chướng ngại cho cái việc tu tập. Vì sao vậy? Một người gọi là có cái tâm hồn ăn uống, thích ăn món này, thích ăn món kia, thích ăn những cái món mà nó hợp khẩu vị, nó khoái khẩu, thì người đó sẽ bị lệ thuộc, nô lệ cho cái miếng ăn. Đi đến chỗ nào mà không có cái thức đó thì chịu không nổi. Cho nên muốn đoạn trừ cái sự tham ái trong thức ăn đi, thì vị hành giả cần phải suy tưởng nhờm gớm trong một thực, phải tưởng nhờm gớm. Mặc dù trước mắt mình ở trong chén, trong tổ, trong dĩa, thức ăn của mình nó còn chưa có dơ bẩn, nó còn đang sạch khối. Khi mà chúng ta mới nấu đem vào thì cái hơi nó bốc lên nghi ngút thơm phừng thức ăn còn thịt. Nhưng mà để cho chúng ta chán đó, thì một người muốn tu tập tưởng này cần phải học thông thạo ý nghĩa và cách thức quán điểm, rồi đi đến nơi thanh vắng và suy tưởng đến 10 phương diện bẩn thiểu của thức ăn. Quý vị nhớ phải suy xét 10 phương diện trong thanh tịnh đạo và kỹ chỗ này. Người phương diện bẩn thỉu của thức ăn là: một là do đường đi, hai là do tiện kiếm, ba là do thọ dụng, bốn là do tiếp dịch, năm là do chỗ chứa, bốn là do sự chưa tiêu hóa, bảy là do sự đã tiêu hóa, tám là do kết quả, chín là do bài tiết, mười là do vấy bẩn. Nói như vậy thì người Phật tử, vị hành giả chúng ta nghe chưa kịp, bây giờ chúng ta nghe lý giải chi tiết. Tưởng vật thực dơ bẩn do đường đi, tức là ở khía cạnh gamanato, tức là thấy rằng vì để có miếng ăn này nuôi thân mà mình đi đến chỗ này chỗ kia, chịu đựng nắng mưa gió sương bụi bặm, ngay cả những vị xuất gia cũng vì sự khất thực trôi mạng mà phải đi đến xóm làng, lội qua con đường có khi bùn lầy, chân đạp trên cát và không sạch như rác phẫn nước tiểu mà dân chúng xả ra trên đường để có miếng ăn mệt nhọc như thế. Tự nhiên chúng ta thấy cái sự tìm thức ăn nó mệt lắm. Chúng ta tưởng cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là tưởng Phật thực dơ bẩn do tìm kiếm, pariye sanato, là thấy rằng trong khi đi tìm kiếm thức ăn phải đổ mồ hôi xót của mắt để làm ra tiền mua thực phẩm, có khi bị mắng chửi, có khi bị đánh đập,
hoặc thu nhập ít ỏi. Còn như vị tỳ kheo đi tìm thức ăn khất thực theo mỗi nhà dân, có khi gặp chó sủa cắn, trâu bò nghinh rượt, rồi lằn đậu bám trên thân. Có người cho, có người không cho, có người cho nhiều, kẻ cho ít. Có người cho cơm bánh ngon, cũng có kẻ cho cơm thiêu bánh cũ, hoặc bị nghe nói những lời kinh bỉ để có được miếng ăn phải nhục nhã như thế. Thì như vậy cái cách suy tưởng thứ hai để cho mình nhờn gớm vào thực là tìm được cái thức ăn là cả vấn đề. Thứ ba, quét đeo quan hỷ mà sửa là chính xác chữ khó khăn. Chữ khăn không có rê, chữ khăn chỉ á n thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Ở trên Zoom thầy trò thì không có gì thông cảm, không có gì, nhưng mà sợ những người khác khi họ vào trong Zoom họ thấy vậy họ nói mình không có rành chính tả tiếng Việt. Xin nhắc vị các vị quan hệ ba, chúng ta quá tưởng vật thực là tưởng vật thực dơ bẩn do thọ dụng. Perifogato, perifogato là thấy rằng khi mà khi ăn đưa vào miệng cùng lúc có nhiều món lẫn lộn, răng nhai lưỡi lừa, nước miếng tươm ra để nghiền nát thức ăn trước khi nuốt. Thức ăn đã nhai trong miệng thật là đáng gớm. Bây giờ chúng ta bắt đầu suy xét, trong lúc đang ăn nhai, cái răng của mình bình thường nó không sạch, dù cho chúng ta có chảy răng bằng kem, nhưng mà dù có chảy răng đi nữa, những cái kẽ răng nó đóng bợn, nó đâu có sạch. Hoặc là do nước giải, nước biến nó chảy ra. Rồi vật thực chúng ta đưa vào, đâu phải chúng ta ăn từng thứ. Chúng ta gấp thức ăn chung với miếng cơm, bỏ trong miệng chúng ta nhai, mấy thứ đó nó trộn lại, thật là đáng gớm. Thứ tư là tưởng vật thực dơ bẩn do cái tính, do tiết dịch, gọi là aseyato, tức là thấy rằng thức ăn khi mà được nuốt qua khỏi cổ họng phải trôi theo đường giãn nhớt nhau, thức ăn sẽ biến màu sắc và mùi vị, biến màu sắc và mùi vị. Quý vị không tin đó, thì quý vị để ý khi nào mà chúng ta ăn nuốt vào trong bao tử rồi đó, khi chúng ta bị nôn mửa, chúng ta mửa ra thì cái thức ăn mà mửa ra nó có cái mùi hôi lạ lắm, kỳ dơ. Cho nên chúng ta tưởng vật thực dơ bẩn do tiết dịch. Rồi tưởng vật thực dơ bẩn do chỗ chứa.
Nithanato là thấy rằng thức ăn nuốt vào sẽ được chứa ở trong dạ dày. Dạ dày tức là bao tử của mình. Mà cái chỗ chứa thức ăn ấy không phải là một cái bình bằng vàng hay bằng bạc hay bằng pha lê chi đâu. Cái dạ dày là chỗ tanh hôi không bao giờ được rửa sạch. Thức ăn chứa trong cái dạ dày, tanh hôi đó nó trở nên đáng ngấm. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái thùng rác không có rửa thì nó sẽ mở nắp ra, nó sẽ bốc mùi hôi như thế nào. Nếu mà chúng ta đem dấu thức ăn vào cái thùng rác ra thì chúng ta sẽ thấy thức ăn của mình nó tổn như thế nào. Cũng vậy, cái chỗ chứa vật thực là cái bao tử, mở trong bao tử của chúng ta thì thưa quý vị, nó không thể nào là nó sạch được. Thôi nói chút chút vậy thôi, nói nhiều quá sáng với biển cơm không ngon, quý vị sẽ chán. Bây giờ tiếp đến, tưởng vật thực dơ bẩn khi mà chưa được tiêu hóa. Paripakkato là thấy rằng thức ăn còn trong dạ dày chưa tiêu hóa. Nó trộn với vật thực mà chúng ta ăn vào trong bao tử, nó chưa tiêu hóa xuống dạ dày hay là đại tràng, hay nó chưa xuống đại tràng, thì lúc bây giờ thưa quý vị, nó trộn lẫn với thức ăn mới cũ, chất dịch, dịch vị, đạm nhớt, bao bọc, chất nóng trong bụng nó hâm thức ăn đó thành bọt bèo, có mùi tanh hôi thật đáng nhục ước. Nghĩa là khi mà nó đưa vào nó chưa có tiêu hóa xuống đại tràng đó, thì nó còn nằm ở trong đó thì nó đã gớm vậy rồi. Lại nữa, tưởng vật thực dơ bẩn khi đã tiêu hóa. Hồi nãy thì chúng ta quán vật thực đưa vào, nhai vào, nuốt vào trong miệng, trong bụng chưa tiêu hóa. Còn bây giờ đã tiêu hóa thì thấy rằng thực phẩm trong dạ dày đã được chất nóng hâm nhừ rồi, nó tiêu hóa trôi đi. Chất nào thành bã thì trôi xuống ruột già gọi là phẫn. Chất nào lỏng chảy vào bàng quang gọi là nước tiểu, vân vân, thật đáng dùng rất. Lại nữa, tưởng vật thực dơ bẩn có kết quả phalato,
thấy rằng thực phẩm ăn vào thân thể nó tạo ra đủ thứ, nuôi tóc, lông móng, răng da và sản xuất nhiều thứ khác nữa. Đó là nói đến là thực phẩm mà tạo ra dưỡng tố. Còn nếu mà thức ăn tạo ra độc tố sẽ sinh ra nhiều thứ bệnh, như là bệnh ngứa, bệnh nội tạng, vân vân. Khi mà chúng ta ăn vật thực vào thì kết quả là nó làm cho nó nuôi da, nó nuôi tóc, vân vân. Cái đó là cái thức ăn bổ, còn thức ăn không bổ thì nó sẽ tạo ra cái sự bệnh hoạn. Thứ chích tưởng vật thực dư bẩn do sự bài tiết. Nidan Nisandato là thấy rằng vật thực khi ăn vào thì một cửa, ăn vào một cửa tức là bằng cái miệng, ăn vào thì nuốt vào thì chỉ có một cửa thôi, bằng cái miệng. Nhưng mà khi nó bài tiết thì nó ra nhiều cửa, tức là bài tiết theo mắt gọi là gàn, bài tiết theo lỗ tai thì gọi là rái, bài tiết theo lỗ đại thì gọi là phẫn, theo lỗ tiểu thì gọi là nước đá, vân vân, thật đá nhiều cơ. Thứ 10 là tưởng vật thực dơ bẩn do dính lắm, gọi là sammakkhanato, là nghĩ rằng thức ăn khi ăn vào tay bóc miệng nhai, tay vấy bẩn miệng hôi vấy bẩn, lưỡi răng vấy bẩn, ăn xong rồi rửa tay súc miệng đến răng, nếu không sẽ tanh hôi mùi thức ăn. Lại nữa, thức ăn khi bài tiết ra gàn cứ rai tiết mũi, phẫn nước tiểu, hôi hám dơ bẩn, phải rửa sạch bằng xà phòng hay nước sạch mới tạm hết hôi, thật là đáng gớm. Khi hành giả suy tưởng đến sự dơ bẩn của vật thực theo 10 khía cạnh ấy thì tính chất đáng giận gớm hiện rõ đối với người ấy. Hành giả tu tập tướng ấy thuần thục sung mãn sẽ áp đảo được những triền cái và tâm tập trung ở cận hành định, vì đối với địa mục này có nhiều khía cạnh để suy tưởng. Hành giả bận tâm tưởng xét các khía cạnh nhường gớm vật thực nên không đạt đến an chỉ định. Một vị tỳ kheo tu tập tưởng nhường gớm thức ăn đoàn thực này, tâm của ấy không tham ám, không tham đắm vị ngon, ăn với tâm thái miễn cưỡng, vì để nuôi sống thân này mà tu tập thôi. Vị đã đi đúng theo đạo lộ phù hợp với ly tham, và dù chưa chứng quả bất tử ngay trong đời hiện tại thì ít nhất cũng hướng đến một sanh hữu tốt đẹp ở trong tương lai. Cái đó là chúng ta nói về cái sự nhường gớm, tưởng nhường gớm trong vật thực. Bây giờ chỉ còn có 13 phút nữa. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không?
Mà cái đề mục thứ 10 là xác định tứ đại trong thân này, thì nó ở trong thân tịnh đạo được giải thích một cách chi tiết dài, do đó cho nên chúng ta tạm nghỉ ở đây đi. Tuần sau chúng ta sẽ học tiếp cho xong tình mục thứ 10. Đúng như là ông bà mình nói trước bước không tới, khi mà đi mới vào lớp thì chúng tôi nói hôm nay ráng học cho xong, nhưng mà cuối cùng thì mới học tới tưởng giờ gớm, vật thực là nó đã. Xin lỗi quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc ở đây và kính chúc quý vị luôn được sẽ vui tiến hóa. Bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng, sau đó chúng ta nghỉ ngơi chút. Ồ, bữa nay không có ai hả? Rồi được, chúng tôi xin sẽ phúc chúc cho quý vị. Phật vô tu sắp mang gần rắc khăn tu sắp bê vô ta sắp vô tha nữ phá quê nữ sắp bà thâm ma nữ phá quê nữ sắp bà sẵn khá nữ phá quê nữ sắp đa sô thi thốc văn tu tê. Tất cả phước báo hẳn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ.